Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 15: Hộ sanh còn quan trọng hơn phóng sanh. Phóng sanh thuộc về bố thí vô ý. Phật nói với chúng ta, quả báo của bố thí vô ý là khỏe mạnh sống lâu. Hiện tại chúng ta phóng sanh, thực tế mà nói, thông thường những pháp hội phóng sanh phần nhiều không đúng pháp. Bởi vì chúng ta định đặt trước, bạn không đặt thì họ không bắt. Vì bạn phóng sanh, còn họ thì liều mạng đi bắt. Việc này phóng sanh há chẳng phải hại chúng sanh sao? Phật dạy bảo chúng ta phóng sanh, không cần phải làm pháp hội quy mô để phóng sanh. Bình thường hàng ngày đi chợ mua rau, bạn nhìn thấy có một số động vật, nhìn thấy chúng có thể sống được thì bạn mua mà phóng sanh. Nếu như nói xem thấy dáng vẻ của chúng, chúng không có cách gì sống được, thì đó là nghiệp báo của chúng. Ta nên niệm Phật cầu nguyện cho chúng kiếp sau được tốt hơn. Nếu như thấy chúng còn rất khỏe thì mua chúng mà phóng sanh. Việc này là Phật bảo chúng ta tùy duyên mà không phải cố ý đi làm. Có thể thường phải có cái loại tâm này, gặp được rồi thì phải giúp đỡ. Nuôi lớn cái tâm như vậy, hành trì như vậy thật là tốt rồi. Khuyên người ăn chay, khuyên bảo mọi người thương yêu giúp đỡ chúng sanh. Vậy thì ý nghĩa phóng sanh càng to lớn hơn, công đức này càng vô lượng hơn. Hiện tại phóng sanh có rất nhiều khó khăn, chính là thả những loài cá đều không an toàn, dòng nước ô nhiễm. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta phải thay đổi cách làm, làm nhiều công việc hộ sanh hơn. Hộ sanh còn quan trọng hơn phóng sanh. Cho nên chúng ta in sách hoạt hình phóng sanh, khuyến khích người ăn chay. Làm hết thảy những việc này được tốt hơn thì tốt cho việc phóng sanh này vậy. A Di Đà Phật. Namo Amida Phật.
Phật. Nam mô